Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục có mẹ đang trong tiến trình phong chân phước được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị sốc nặng trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc Công đồng Vatican II. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Linh mục có mẹ đang trong tiến trình phong chân phước, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá. Không cần thiết phải học nhiều để yêu Chúa và tất cả những người xung quanh chúng ta một cách xuất sắc. Đây là những lời của cha Jose Maria Avendano ở tuổi 65, người được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào tháng 9 vừa qua, làm giống một phụ tá của Catafe, một giáo phận Tây Ban Nha. Trước khi được bổ nhiệm, cha Avendano là linh mục tổng đại diện và đại diện cho hàng giáo phẩm của giáo phận đó. Ngài là một người đàn ông rất được mọi người yêu mến. Vị tân giám mục có một lịch sử gia đình rất gần gũi với Chúa. Mẹ của Ngài Jora Peria, đang trong quá trình được tuyên chân phước. Trong cuốn sách là Ferres Sensilla, nghĩa là đức tin là điều đơn giản. Vì Linh Mục khẳng định rằng không cần thiết phải học nhiều để yêu chú và tất cả những người xung quanh chúng ta một cách xuất sắc. Jora Peria là một bà nội trợ xuất thân từ một gia đình giản dị và ít học nhưng đã thể hiện các đức tính Kitô một cách huy hoàng trong cuộc đời làm vợ và làm mẹ của mình. Bà là một ví dụ về những người mà Đức Thánh Cha Francisco thích gọi là các vị thánh bên cạnh. Họ là những giáo dân đã sống và đang sống hôm nay, giống như những Kitô hữu đầu tiên và là những người làm cho chúng ta cảm nhận được sức sống của giáo hội. Con người có thể là thánh giữa thế gian trong những công việc bình thường của họ. Thánh Teresa Avila đã có câu nói nổi tiếng rằng Chúa cũng đi giữa các nồi và chảo. Chúng ta có thể thấy Jorah Paria trong các bức ảnh và video từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, chúng ta thấy bà tươi cười, làm việc nhà và trải qua tuổi già với sự thanh thản. Chúng ta nghe thấy bà hát một bài thánh ca về thánh thể, chúc tụng thánh thể nơi bàn thờ. Một bài hát rất tiêu biểu cho lòng sùng kính phổ biến ở Tây Ban Nha. Đức Tân Giám Mục Jose Maria Avendano nói về mẹ mình như sau. Mẹ tôi đã có một cuộc đời cống hiến cho Chúa, cho giáo hội và cho những người khác đặc biệt là cho những người bệnh tật và những người túng thiếu. Chora sinh năm 1928 tại một ngôi làng ở là Mancha. Cô mồ côi ngay sau cái chết của cả cha và mẹ. Khi còn nhỏ, cô đã làm việc trên các cánh đồng. Cô kết hôn với chồng là Kendido ở tuổi 25 và năm đứa con được sinh ra từ cuộc hôn nhân của họ. Trong số đó là Jose Maria Avendano Pereira một trong những phương châm định hướng con đường của Chora là Hãy nói tốt về Chúa và làm tất cả những gì tốt nhất bạn có thể. Cô ấy đã thể hiện điều này theo rất nhiều cách, được nhớ đến ngày nay trong những giai thoại về một cuộc sống đầy đủ không thu hút sự chú ý, nhưng đã soi sáng cho những người đã chia sẻ cuộc sống với cô ấy. Đó là lý do tại sao các lời chứng hiện đang được thu thập cho tiến trình tuyên thánh việc bà giáo dục một trong những người con trai của mình để anh ta có thể trung thành đáp lại ơn gọi làm linh mục và ngay sau đó trở thành giám mục chắc chắn đã làm tăng thêm công lao to lớn của người mẹ này. Đức cha Jose Maria, tân giám mục phụ tá sinh ngày 25 tháng 4 năm 1957 tại Valenuva de El Catete, thuộc Toledo, Tây Ban Nha. Ngài học để trở thành một giáo viên chuyên về toán học. Ở Toledo, vào năm 1978 và sau đó theo học liệu pháp âm ngữ tại Đại học Complutense của Madrid vào năm 1981. Ngài có bằng cử nhân thần học tại Đại học Giáo hoàng Comilis vào năm 1985 và bằng thần học mục vụ thực hành tại Đại học Giáo hoàng Salamanca tại Học viện Cao đẳng về công tác mục vụ Madrid vào năm 2004. Ngài được thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận Madrid vào ngày 14 tháng 3 năm 1987. Lễ phong chức giám mục của Ngài dự kiến vào ngày 26 tháng 11 năm nay. Bà Chora qua đời vào năm 2015 do một ca viêm phổi dẫn đến nhồi máu não. Trong vòng một tháng, tin tức về những ơn lạ được cho là nhờ sự cầu bầu của bà bắt đầu lan truyền. Giám mục phụ tá lúc bây giờ của Ketafe là đức cha Jose Rico Pavez đã khuyến khích cha Jose Maria Avendano thể hiện tấm gương của mẹ mình cho thế giới và thu thập những lời chứng về cuộc đời và đức tính của bà. Sáu năm sau, vào năm 2021, giai thoại cấp giáo phận đầu tiên của tiến trình tuyên thánh được mở ra. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bị sốc nặng trước các cuộc tấn công bằng hỏa tiện của Nga tổng thư ký liên hiệp quốc antonio guterres cho biết bị sốc nặng sau cuộc tấn công hỏa tiễn của nga vào ukraine hôm thứ hai tôi vô cùng kinh hoàng trước các cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn ngày hôm nay của các lực lượng vũ trang liên bang nga vào các thành phố trên khắp ukraine theo báo cáo đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho các khu vực dân sự và dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và bị thương tổng thư ký liên hiệp quốc nói Điều này tạo nên một sự leo thang không thể chấp nhận được của cuộc chiến, và như mọi khi, dân thường đang phải trả giá cao nhất. Tổng thư ký Guterres đã nói chuyện vào sáng thứ hai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rõ rằng cuộc điện đàm bao gồm tình hình đang diễn ra ở Ukraine bên cạnh các cuộc tấn công hỏa tiễn. Hôm thứ Hai, 10 tháng 10, quân Nga đã bắn cường tập 84 hỏa tiễn và lao 13 máy bay không người lái vào 12 thành phố của Ukraine. Ngày hôm sau, Putin lại ra lệnh tấn công tiếp tục bằng 28 hỏa tiễn và hàng chục máy bay không người lái khác. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev sáng thứ Tư 12 tháng 10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko cho biết hỏa tiễn của Nga đã bắn trúng khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước, kể từ hôm thứ hai. Karim Ahmad Khan, công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC cho biết, ông tin rằng sẽ có công lý cho những tội ác chiến tranh gây ra trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông cho biết ông cực kỳ lo ngại về những cái chết của dân thường sau nhiều cuộc tấn công của Nga hôm thứ hai và nói rằng ICC sẽ tiến hành một cuộc điều tra hình sự. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 60 năm khai mạc công đồng Vatican II. Lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng và kỷ niệm đúng 60 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vượt thắng thái độ phân chia giáo hội thành phe cấp tiến và bảo thủ đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 100 hồng y và giám mục hơn 300 linh mục, trước sự tham dự của 5.000 tín hữu. Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã giúp Đức Cha trong việc cử hành thánh lễ. Ngài đã sông hương kính di hài thánh Doan 23 được trưng ra bên ngoài, vào đầu thánh lễ cũng như sông hương bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phaero Tông Đồ Con có yêu mến Thầy không? hãy chăn dắt các chuyên của thầy. Trong số 3.058 nghị phụ tham dự 4 khóa học của Công đồng chung Vatican II từ năm 1962 đến năm 1965, hiện nay chỉ có 5 người còn sống. Đó là Đức cha Jose de Jesus Hagacun de la Para, bên Mexico, 100 tuổi. Ngài thụ phong giám mục năm 1961 và tham dự khóa đầu tiên khóa 3 và 4 của công đồng. Vị thứ hai là đức cha Luigi Bettazzi, giám mục giáo phận Evra, Bắc Ý, 99 tuổi, tham dự khóa 2, 3 và 4 công đồng. Thứ ba là đức cha Victorino Doãn Cung Hy, tổng giám mục giáo phận Quang Châu, Nam Hàn, 94 tuổi, tham dự khóa 2, 3 và 4. Thứ tư là đức tổng giám mục Alfonso Mathias, Ấn Độ, 90 tuổi, dự hai khóa sau cùng của công đồng. Thứ năm là Đức Hồng Y Francis A. 90 tuổi, người Nigeria, tham dự khóa 4. Đức Hồng Y nguyên là Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỳ luật Ý Tích. Trong số 3.058 nghị phụ công đồng từ năm 1962 đến 1965, có 108 Hồng Y, 5 thượng phụ, 534 tổng giám mục và 2.171 giám mục. 12 vị phụ đàn viện biệt hạn, 16 vị giám hạt tổng thổ, 65 vị thủ doãn tổng tòa và 129 đề trên tổng quyền dòng tù. Ngoài ra có hơn 450 chuyên viên công đồng, hơn 50 dự thính viên và 106 quan sát viên không công giáo tại công đồng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu đế tua, Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kito.